thi về nữ công giao chấm, kể cả lý thuyết lẫn thực hành. Rồi sau đó là thi cả tiếng Anh, thi tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh từ tối thiểu chứng chỉ, tức là trình độ IELTS phải là từ 7.0 trở lên, khả năng đậu điểm cao. Và thi làm MV, biên tập MV ca nhạc, làm tất cả trong đó những gì cô đề nghị. Và thi thông âm, biên kịch, lồng tiếng hoặc là thi biên phiên dịch. Cho bạn.
quyển sách đó nó cô đặc lắm. Không phải là người lần đầu tiên đến thì chưa chắc biết nổi đâu, tôi khẳng định điều đó. Phải mất đến 5-7 lần đi đến, hoặc là phải là nhân sự trong nội bộ, hoặc phải là chủ đầu tư, chủ sở hữu. Ví dụ như đến với MCV, phải là chủ sở hữu mới rành rẽ như vậy. Nhưng tôi đến chỉ trong vòng một ngày, thì tôi thề tôi làm hết trọn cuộc mắt đó. Tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn biết thông thạo từ việc vẽ bán giải đề, và tôi sẽ hôm nay tôi sẽ cho các bạn một cái đề
phần thưởng chung thì các bạn sẽ được một cái thẻ gạo trăm nghìn và một phong gió mộc. Rồi ngoài ra thì khi các bạn có mối quan hệ tốt đối với những người thương lái thu mua trái cây giá trị, thì các bạn liên hệ đến chủ vườn, bạn là người giới thiệu thì bạn sẽ được 1% trên cả vườn đó. Các bạn đó là vườn của nhà tôi, cho nên các bạn biết là bạn giới thiệu thành công một người giới thiệu thương lái mua với giá cao hơn vụ mùa trước thì bạn được tới 1%, cũng không ít đâu, nhưng mà đủ sống trang trải cho bạn sinh viên. Cho nên thì còn cái giấy giới thiệu và giấy chất công như thế nào thì các bạn sẽ download hoặc là làm theo mẫu trên Zalo có đăng đó, thì các bạn sẽ hình dung. Bài toán thứ hai nè, bài toán thứ hai, công ty Viettel có 79 nhân viên, chi nhánh tổng ở Cần Thơ, mỗi bộ phận phòng ban theo sơ đồ này để tính lương của từng cán bộ công nhân viên theo từng cấp: cấp giám đốc, phó giám đốc, cấp trưởng phòng và cấp nhân viên, cấp IT lập nhân viên tới lương của công ty. Tư liệu bạn sẽ tự tìm hiểu. Bài toán thứ ba, bài toán thứ ba là bạn sẽ đọc form thông tin mà bạn tìm hiểu trên rồi trước, đó là bạn tìm hiểu quy định về điều 3 của thông tư tháng 10 năm 2023 kỳ họp của Quốc hội, thì mức lương của chủ tịch Quốc hội được tính như thế nào, được tính như thế nào. Chúng ta sẽ tính cái lương của những người này trước nhất, thì công thức nó có đã sẵn hết trên Google rồi. Giờ tôi ra hai câu hỏi thôi. Bài toán thứ ba, câu ba là các bạn hãy vào website chinhphu.vn đăng ký một loại dịch vụ công quốc gia. Đăng ký lại được thì câu ba b là các bạn hãy làm thủ tục đóng tiền học cho cô Ngọc rồi bắt đầu mình sẽ